Phong Trần Diễn Nghĩa, chương 22. Hồng Cầm tiến quân ải giai mộng. Quân Chu vượt qua núi Kim Kê, không lâu sau thì tới ải Tị Thủy, hạ trại dưới ải. Từ Nha chưa vội tấn công ngay mà chia quân làm ba lộ. Lộ thứ nhất do Hoàng Phi Hổ chỉ huy đánh ải Thanh Long. Lộ thứ hai do Hồng Cầm chỉ huy đánh ải giai mộng. Lộ thứ ba đích thân chỉ huy đánh ải Tị Thủy. Hồng Cầm dẫn 10 vạn binh mã cùng các tướng Quý Giang, Nam Cung Quát, Tô Hộ, Tô Toàn Trung, Thái Điện tiến về ải giai mộng. Đại quân nhanh chóng tới nơi, hạ trại trước ải. Hồng Cầm phái Nam Cung Quát tới dưới ải khiêu chiến. Tướng giữ ải Hồ Thăng thấy quân Chu hùng hậu, bèn bàn với em trai Hồ Lôi hiến ải đầu hàng. Nào ngờ Hồ Lôi không chịu, một mình dẫn quân ra nghênh chiến, xong bị Nam Cung Quát bắt sống. Nam Cung Quát giải Hồ Lôi tới trước mặt Hồng Cầm. Hồ Lôi dứt khoát không quỳ, còn lớn tiếng chửi bới. Hồng Cầm tức giận hạ lệnh chém đầu. Nhưng lát sau bên ngoài lại thấy có một Hồ Lôi đến khiêu chiến. Hồng Cầm lấy làm kinh ngạc, vừa lệnh cho Nam Cung Quát ra nghênh chiến. Nam Cung Quát ra khỏi trại, quả nhiên trông thấy một người tới là Hồ Lôi, tức giận mắng rằng: "Yêu nhân, dám dùng yêu thuật mê hoặc ta à?" Rồi thúc ngựa tới đánh. Chưa nổi vài hiệp, Hồ Lôi lại bị Nam Cung Quát bắt sống. Quân Chu áp giải Hồ Lôi về trại, chư tướng lấy làm lạ, bàn tán xôn xao. Tin tức mau chóng truyền tới tai của công chúa Long Cát. Công chúa đi tới trước mặt Hồ Lôi, quan sát kỹ lưỡng, rồi cười nói: "Đây là phép thế thân, rất dễ phá giải thôi." Rồi sai người rẽ tóc của Hồ Lôi, rút kim càn khôn ra, ghim vào trán hắn. Lần này Hồ Lôi mới thực sự thiệt mạng. Hồ Thăng hay tin em trai tử trận, vô cùng kinh hãi, vội viết thư phái người mang tới trại Chu, muốn dâng ải đầu hàng. Rồi lệnh cho binh sĩ dựng cờ Chu trên ải. Đúng lúc này, Hỏa Linh Thánh Mẫu ở núi Khâu Minh cưỡi lạc đà kim nhãn tới dưới chân ải. Hỏa Linh Thánh Mẫu là sư phụ của Hồ Lôi, biết tin Hồ Lôi đã chết, bèn tìm tới báo thù cho đổ đệ. Hỏa Linh Thánh Mẫu trách Hồ Thăng đã không báo thù cho em, lại còn đầu hàng địch. Hồ Thăng hổ thẹn lắm, lệnh cho tướng sĩ hạ cờ Chu, treo cờ thương lại lên. Hồng Cầm nhận được thư hàng, đang mừng rỡ thì có quân do thám vào bẩm báo: "Trên ải giai mộng lại đổi cờ thương rồi." Hồng Cầm nổi cơn thịnh nộ, phái Tô Toàn Trung tới trận ải khiêu chiến. Hồ Thăng cho treo thẻ bài miễn chiến trên thành, cứ thế treo liền 7 ngày. Hóa ra Hỏa Linh Thánh Mẫu đang luyện Hỏa Long binh, chọn trong quân của Hồ Thăng ra 3.000 binh lực lưỡng, cho mặc áo đỏ, đi chân trần, xóa tóc, trên lưng dán mảnh giấy đỏ hình quả hổ lô, lòng bàn chân vẽ bùa phong hỏa, một tay cầm đao, một tay cầm phướn, ngày ngày luyện tập trên thao trường. Tới ngày thứ 8, Hỏa Linh Thánh Mẫu cho hạ thẻ bài miễn chiến. Một tiếng pháo vang lên, binh mã trong ải nhất tề xông ra. Hồng Cầm xách đao lên ngựa, dẫn chư tướng ra khỏi doanh trại. Hỏa Linh Thánh Mẫu vung kiếm thái a, tựa như quầng lửa chém tới. Hồng Cầm giơ đao lên đỡ. Đánh được vài hiệp, Hồng Cầm định dùng kỳ môn độn giáp đối phó với Hỏa Linh Thánh Mẫu. Bất ngờ, Hỏa Linh Thánh Mẫu đội một chiếc mũ kim hà quấn vải vàng. Bỗng thấy Thánh Mẫu hất tấm vải vàng lên, lập tức hào quang chói lọi phủ kín toàn thân. Hồng Cầm không nhìn thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu đâu, song Hỏa Linh Thánh Mẫu lại nhìn thấy Hồng Cầm, bèn vung kiếm thái a chém trúng vai. Hồng Cầm ôm vết thương tháo chạy. Hỏa Linh Thánh Mẫu dẫn theo 3.000 Hỏa Long binh xông vào doanh trại Chu, thế như thác lũ. Doanh trại Chu lập tức biến thành biển lửa, quân Chu dẫm đạp lên nhau mà chạy, tử thương vô số. Công chúa Long Cát nghe tiếng gào thét bật dậy, vội cầm kiếm lên ngựa lao ra ứng cứu. Trông thấy lửa cháy ngút trời, định niệm thần chú dập lửa, bỗng một khối hào quang ập tới trước mặt. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu cầm kiếm chém thẳng vào mình. Công chúa trúng kiếm, rú lên một tiếng, giật ngựa tháo chạy về phía tây bắc. Hồng Cầm và công chúa Long Cát mang thương tích chạy tới 60-70 dặm mới dừng lại, điểm lại binh mã, thấy trận chiến này tổn thất hơn 10.000 binh sĩ. Không còn cách nào khác, Hồng Cầm đành viết thư xin Khương Tử Nha cứu viện. Khương Tử Nha đọc thư lấy làm kinh hãi, lập tức giao lại mọi việc cho Lý Tịnh, còn mình dẫn theo 3.000 binh mã cùng Na Cha, Vi Hộ tức tốc hành quân tới ải giai mộng. Hỏa Linh Thánh Mẫu nghe nói Tử Nha đem quân đến chi viện, bèn dẫn Hỏa Long binh xuất ải nghênh chiến. Tử Nha, Na Cha, Vi Hộ đồng loạt xung trận đánh về Hỏa Linh Thánh Mẫu. Mới được vài hiệp, Hỏa Linh Thánh Mẫu lại tháo vải vàng ra để lộ chiếc mũ kim hà tỏa hào quang chói lọi. Tử Nha không nhìn thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu,
bị Thánh Mẫu chém cho một kiếm trúng ngực, nằm rạp trên mình tứ bất tượng mà tháo chạy. 3.000 Hỏa Long binh xông vào trong trại, doanh trại quân Chu lập tức hỗn loạn. Hỏa Linh Thánh Mẫu cưỡi lạc đà kim nhãn đuổi theo Tử Nha, quăng chùy Hỗn Thiên Nguyên đánh trúng lưng, khiến Tử Nha ngã khỏi tứ bất tượng. Hỏa Linh Thánh Mẫu lại gần định lấy thủ cấp của Tử Nha. Lúc này vừa hay Quảng Thành Tử Hát Nghêu Ngao đi tới, thấy vậy liền vung kiếm nghênh chiến Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hỏa Linh Thánh Mẫu lại tháo vải vàng, phóng hào quang trên mũ kim hà. Quảng Thành Tử mình mặc áo tảo hà, quét sạch hào quang. Hỏa Linh Thánh Mẫu thấy bảo bối bị phá, lấy làm giận dữ, lao vào chém. Quảng Thành Tử tung ấn phiên thiên đánh vào đầu Hỏa Linh Thánh Mẫu, rồi dùng tiên dược cứu sống Khương Tử Nha. Tử Nha cảm tạ rồi cưỡi tứ bất tượng quay trở về Ải Giai Mộng. Tướng giữ Ải Giai Mộng Hồ Thăng thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu trở về, biết là thất thế, bèn đầu hàng Tây Kỳ. Tử Nha phái Kỳ Cung trấn giữ Ải Giai Mộng, rồi dẫn đại quân trở về Ải Tị Thủy.